Bởi vì có con bo vàng. Xe đâu có con bo vàng. Thế thì đúng rồi. Thế thì chọn. Thế thì đi nhiều rồi. Rồi đi nhiều lắm rồi. Trồn trồn đi hết rồi. Thế bà bảo ta đi đi chỗ đi ta cũng biết. Chỗ nào? Chỗ nào? Chỗ nào mà không biết đấy, chỉ miền Bắc. Ừ đấy, đi bạn sao được mình khỏe thế nó mới hoài. Lý cũng biết thế nó mới kinh nghe này. Con mua vàng là nó biết Hà Nội rồi. Bên miền Bắc là trên trung là dưới. Mẹ ơi, mẹ trung là giữa đúng không? Đúng rồi. Việt Nam hình chữ S. Nửa trên hình chữ S là miền Bắc. Việt Nam hình chữ S hay chấm chứ? Canh khóm, canh quanh khóm. Việt Nam hình chữ S hay chấm. Kể cả đảo Hoàng Sa với Trường Sa. Đây là Trường Sa, Hoàng Sa. Quả khóm. Canh khóm ăn ngon. Anh đây. Hình chữ S chấm hay chấm chứ? Chữ S chấm hay chấm. Như mẹ đang nói. Nửa trên của chữ S là miền Bắc. Giữa là miền Trung, còn ở dưới là miền Nam. Được chưa? Tây, Tây. S 4 chấm chứ. S. Tây. Hoàng Sa, Trường Sa. Không. Việt Nam chỉ có hình chữ S không tính cả. Nếu mà tính cả đảo thì phải có đảo. Phải có đảo. Ở Hà Nam. Không. Nếu mà tính cả đảo Hạ Long chứ. Đó lắm hả? Con có. Con sẽ không đi đảo Côn Sơn nữa đâu. Xuống cô trời. Tại vì đảo Côn Sơn nó cứ bị sao ấy. Lúc mà con lúc có được là con để cho con chỉ em đi đảo Quốc. Côn Sơn. Cái đảo Phú Quốc chưa? Chưa đi đảo. Cầu vàng chưa? Cầu vàng, đảo cầu vàng. Đảo cầu vàng. Ông đi cầu rồng chưa? Đi rồi. À, con ăn dưa hấu. Cầu vồng. Ông đi cầu tre rồi. Cầu tre. Ông đi cầu ô tô chưa? Cầu rồi, cầu ô tô. Cầu không rồi. Ông đã đi cầu. Cầu vồng. Cầu kính chưa?